Năm nay năm 2021 cho nên đó là mình ở bên Hàn Quốc, cho nên mình không có mà cúng giống như Việt Nam, cúng đơn giản rồi nha mọi người. Mọi người coi mình cúng vừa hàng vừa Việt luôn, chỉ mua ít chút ít đồ đi chưng thôi à, vừa cúng món hàng vừa cúng món Việt lộn xộn. Đây đây là món của Hàn, bánh bánh gạo của Hàn với lại mà rau giá đồ làm cái món của Hàn, có tôm. Đây là món của Hàn, là tất cả những ngày lễ ngày Tết đều là nhất định là phải người Hàn phải làm những cái món này là để cúng đúng màu sắc. Tôm, còn đây là canh, canh này là canh thịt bò. Đây là rượu nếp của Hàn Quốc luôn nè, mình cũng cúng là đơn giản, cúng theo của Hàn Quốc. Đây là rượu nếp của Hàn Quốc, uống thì cái mùi vị nó cũng nó hơi 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 nó ngọt nhưng mà nó hơi hơi nếu như mà người nào không cúng được khó uống rượu nếp của Hàn Quốc. Hôm nay mình có mua bánh tét nhưng mà tại vì bánh tét cái bạn kia không có gửi cho nên mình không có để mình cung. Có cả lụa như là bánh gạo, tôm như là các món của Hàn thôi. Trái cây thì chỉ có dâu với lại bánh với lại táo, bơm với lại hai trái xoài, đơn giản không có làm giống như Việt Nam mình mua đầy đủ bánh mứt Tết được. Hôm nay cũng có nhưng mà tại vì Tết lu bu quá mình không có mua được. Chỉ đơn giản vậy thôi.